nhợt nhạt chi, mình theo dõi cũng không có đánh giá được chính xác đâu, nhợt nhạt chi màu sắc không có đánh giá được chính xác đâu, mạch thì mình bắt mạch nhưng mà dấu hiệu nó sẽ xảy ra muộn đó, yếu liệt rồi dị cảm nó gì đó là mình không có theo ta không có dị cảm á, paresthesia là dị cảm á, là cảm giác dị cảm á, thì không có đánh giá được, mình đang hôn mê rồi yếu liệt, người ta đâu có khai thác được đâu, thì khi đó mình theo dõi bằng cái dấu hiệu đó là dấu hiệu đo áp lực khoang để mình theo dõi và can thiệp sớm đó. Rồi mình đi tiếp cái vấn đề nữa đó là sao, trong cái chỉ định điều trị đối với gãy 3 thì mình làm cái gì, 3B là cái gì, 3C là cái gì, hoặc là đồ 1 mình làm cái gì, đồ 2 mình làm cái gì, rồi thứ 6 đối với gãy Ushio đồ 1 mình làm cái gì, dạ thưa thầy ạ, đối với gãy Ushio đồ 1, đồ 2 thì thông thường thì mình có thể dùng đinh nội tủy hoặc là đặt bít, còn với đồ 3 trở lên thì thông thường sẽ xem xét đặt khung cổ bên ngoài ạ. Rồi, đối với đồ 3 trở lên thì thường xem xét là một cố định ngoài, thì vậy cái trường hợp này tại sao em lại đóng đinh nội tủy? Dạ thì câu này tụi em cũng đang thắc mắc là với một lại là một phần thì tụi em nghĩ là vì ở tình trạng bệnh nhân này thì bệnh nhân có từ sớm, cái vết thương của bệnh nhân thì khá là cũng được xem xét là sạch, các vết thương thì nhỏ cho nên là và cái phòng tổn thương ở phía dưới thân xương nên khả năng mình có thể đặt đinh nội tủy được ạ. Thì hy vọng là có thể thay sẽ giải thích thêm cho em tụi em về phần này ạ. Rồi, thì nhớ này, Ushio độ 1, tức là gãy xương hở độ 1 là xem xét như gãy kín. Câu này nó hàm ý nghĩa là sao? Đối với trường hợp mà gãy hở độ 1 thì xử lý như gãy kín. Nhớ câu nằm lòng này, trong cái Ushio gãy xương hở độ 1 thì xem xét gãy như xử lý như một gãy kín. Xử lý như một gãy kín thì nó gãy kín thì nó liên quan tới gì, trong gãy kín thì nó liên quan đó là mức độ tổn thương xương, đúng không? Thì đối với cái mức độ mà tổn thương xương á, mà gãy kín á, thì nếu mà gãy xương nó đơn giản á, thì người ta kết hợp xương bên trong, có thể là nếu mà sở thân xương thì người ta đóng đinh nội tủy là tốt nhất, thân xương dài thì người ta đóng đinh nội tủy, nhưng mà hoặc là gãy hai tầng thì người ta đóng đinh nội tủy, nhưng mà những cái trường hợp mà nó gãy chéo xoắn lên, nó gãy những gãy mà nó xéo xoắn, nó đường gãy nó lan từ dưới lên trên thì không có chỗ mà bắt vít được, thì người ta có thể là đóng một cái nẹp dài, nẹp kết hợp xương bên trong, rồi có thể là bằng nẹp vít, hoặc là gãy mà nó vụn nó nhiều mảnh đó, người ta phải kết hợp là gì nữa, ghép xương à. Nhưng mà thường thường đối với gãy Ushio độ 1 mà trong trường hợp mà gãy thân xương chày này á, thì nếu mà độ 1 mà gãy thân xương chày trường hợp cụ thể mà gãy xương chày á, mà đường gãy đơn giản hoặc đường gãy chéo hoặc đường gãy xoắn thì người ta đang là kết hợp xương bằng đinh nội tủy, bằng đinh nội tủy, ví dụ như là đinh sai. Nếu mà có trường hợp mà ví dụ như mảnh gãy mà rơi mảnh gãy lớn á, thường á mình vấn đề của mình á, trong mà gãy á đó thì đó mình xử lý như vậy. Còn mà nếu mà có cái mảnh gãy á mà gãy mà nó mảnh gãy lớn á thì mình nên giữ lại,
tức là mạnh gãy mà trên 50% á, mình nên giữ lại cái mạnh gãy đó bằng, mình có thể là kết hợp bằng cái vòng chỉ thép mình giữ lại. Còn mình nếu mà mạnh gãy á mà nó dưới 50%, mạnh gãy nhỏ đi, mình nên lấy vứt bỏ. Tại sao vứt bỏ? Vì á cái mảnh gãy đó nó vẫn có nguy cơ là thành mảnh xương chết, mảnh xương chết nó nguy cơ nhiễm trùng, đúng không? Đó thì như vậy phải nhớ này, nếu mà có mảnh gãy rời mà mảnh gãy đó mà nó trên 50% thì mình nên giữ lại vì nó nguy cơ nó mất đoạn xương. À, còn nếu mình lấy bỏ cái mảnh xương chết nó ra thì mình buộc lòng mình phải lấy những cái mảnh xưa, lấy xương xương khác mình ghép vào, ví dụ như ghép xương màu chậu. À, như vậy nếu một cái tổn thương mà mất xương mà trên 50% là nguy cơ gì, nguy cơ khớp giả rất là cao, buộc lòng khi đó mình có thể mình phải buộc ghép xương, mình giữ lại cái mảnh xương đó, mình ghép xương. Nên là trong cái mảnh xương mà mảnh rời á, mình phải đánh giá cái mảnh xương đó nó có sạch không sạch này, nó còn tiếp xúc với màng xương hay không. À, nếu mảnh rời đó mà nó còn liên tục với cái màng màng xương bên ngoài thì mình nên giữ lại. À, vì nó, cái màng xương chính là nơi có mạch máu nó đi vào, nó nuôi dưỡng xương, nên là cái mảnh xương đó nó bị gãy nó tách rời nhưng mà nó chưa phải là mảnh xương chết đâu. Thứ hai, nó nếu mà nó không có bị nhiễm bẩn nhiều thì mình nên giữ lại. Thứ ba là nếu mà mảnh đó nó lớn trên 50%, đó, cái chu vi đó mất đoạn trên 50% nó lớn quá thì mình nên giữ lại. Còn mà nếu mà nó những cái trường hợp khác thì mình nên lấy bỏ. Đó là cái trường hợp đó, là nếu mà có mảnh rời. Đối với Gustilo độ 1 thì mình xử lý như gãy kín thì thường là kết hợp xương bên trong. Đối với gãy xương Gustilo độ 2 thì có thể là cũng là kết hợp xương bên trong được, nhưng mà kèm theo xử lý những cái đoạn gãy đó. Nó như như tôi vừa nói đó, thường là độ 2 á nó có thể có mảnh rời. Mình phải xử lý như vậy. Độ 2. Như vậy độ 2 thường người ta kết hợp xương bên trong. Vẫn có những cái trường hợp đặc biệt người ta có thể là kết hợp xương bên ngoài bằng khung cố định ngoài, vẫn có. Đối với những cái trường hợp nó gãy mà nó năng lượng cao, một chút, nó nhưng mà thường hiếm lắm. Không có thể kết hợp xương bên trong được, là ví dụ như cái đường gãy nó chéo xoắn quá, nó cái mình không thể bắt cái vít chốt được, cái vít hai đầu này, vít ngang này là không bắt bắt vít chốt được, thì người ta buộc là kết hợp xương bên ngoài, hoặc là do những yếu tố, một số yếu tố, ví dụ như gãy xương nó độ 2 thôi, nhưng mà trên bệnh nhân chấn thương sọ não, hôn mê, đúng không? Mình không thể là xử lý khi đó là ưu tiên đến sọ não, thì mình không thể là can thiệp mà đóng đinh nội tủy là được, vì khi đó thao tác nó mạnh, đúng không? Ảnh hưởng đến sọ não, người ta cần phải phải can thiệp, khi đó là mình làm gì? Mình kết hợp xương bằng khung cố định ngoài. Hiểu không? Đó, đó là vấn đề như vậy. Ví dụ trên bệnh nhân đa chấn thương, có chấn thương sọ não, không thể nào là mình đóng đinh nội tủy được. Mặc dù cái trường hợp đó nó gãy đơn giản thôi, nhưng mình để bằng đinh nội tủy, nhưng mà mình không thể được, là vì người ta đang xử lý cái sọ não, mình can thiệp cùng đó thì mình có thể là làm một cái khung cố định ngoài. Ok, nên là xử lý cái độ 2 nó cũng tùy thuộc, nhưng mà phần lớn là độ 2 mình có thể là kết xương bên trong. Đối với gãy độ 3A trở đi, phần lớn là sử dụng là gì? Vì nguy cơ nhiễm trùng rất cao, vết thương đến muộn, nguy cơ nhiễm trùng cao. Mình cắt lọc phần mềm nữa, bong tróc màng xương nhiều, nguy cơ nhiễm trùng bên cao. Khi mà độ 3 thì thường bong bong lóc cái màng xương rất là nhiều, nguy cơ nhiễm trùng. Nên là phần lớn là người ta kết hợp xương và bên ngoài như là khung cố định ngoài, phần lớn luôn nha. Nên nhớ là phần lớn phải nghĩ ngay là kết hợp xương, bằng chẩn đoán mà độ 3 trở đi thì phải là phần lớn là kết hợp xương bằng khung cố định ngoài. Thì vậy cái trường hợp này
thì tại sao người ta kết hợp xương bên trong được? Theo tôi á, cái này khi mà kết hợp xương chẩn đoán mà gãy hở độ 3A mà kết hợp xương bên trong là 50-50. 50-50 là gì? Là nguy cơ nhiễm trùng á, hoặc là viêm xương tủy xương á, là 50-50%, thì không có ít đâu. Nó rất nguy hiểm à, đối với những cái trường hợp này là rất nguy hiểm. Vậy tại sao trong cái trường hợp này người ta có thể là kết hợp xương bên trong được? Là vì sao? Người ta đánh giá tổn thương xương này nó năng lượng cao, nó đụng dập nhiều, có mảnh rời, nhưng mà cái khả năng người ta đánh giá là vết thương rất da ít, đụng dập ít. Nếu người ta cắt bỏ phần mềm đụng dập đó một cách cẩn trọng, cẩn thận, thì người ta có thể là kết hợp xương bên trong được, vẫn có thể cho phép trong lý thuyết, vẫn có thể cho phép trong chỉ định, nhưng mà phải rất cẩn thận. Là cái đặt câu ra là phải cẩn thận trong cắt lọc phần mềm, cẩn thận, vì khi đó nó bị vì độ 3 là nó có bong lóc màng xương mạnh. Như trường hợp này bong lóc màng xương mạnh, nó là bong lóc mạnh đến mảnh rời tới 3-4 mảnh luôn nè. À, rồi là nó nguy cơ là đụng dập nhiều, nó nguy cơ nhiễm trùng và vết thương, nó đến từ khi mà vào viện đến khi can thiệp á, mặc dù có kháng sinh có thể dưới 8 tiếng nhưng nó vẫn là nguy cơ, nên là trường hợp này là cẩn thận. Thứ hai nữa, các anh chị thấy không, một cái vết thương 2 cm người ta phải mở rộng ra tới hơn 10 cm, các em chỉnh lại cái phim, cái hình 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 vết vết sau mổ, anh chị thấy không, một cái đường rạch mà từ nó quá gối luôn ha. Đó, từ đó tới tới cái đó này, thấy không, nó có 2 cái vết thương này. Tôi chia sẻ màn hình đây. Không 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 cần đâu, không cần đâu, em bật lại cái cũ đây, không cần đâu, bật lại cho mọi người để tôi phân tích lại được. Đó thì các anh chị thấy là cái phía mặt trong á, phía mặt trong là có một cái đường đường vết thương, nó đường đường đó chính là cái vết thương đó, chính cái vết thương 2 cm, 2,2 cm đó đó đó, bên bên mà mặt trong á, là phía 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 trên á, đó có một cái vết thương đó, là họ khâu lại rồi này đó. Đây đây là chính đó, đúng rồi đó, chỗ đó đó, chỗ đó chính là cái vết thương là ban đầu đó. Thì người ta xử lý cắt lọc xong người ta khâu lại da còn đục, nên là tôi đoán là thấy giờ tôi đoán đúng đó không? Tôi qua giờ tôi để ý là chấn thương từ bên bên trong, mặt trong trước, đây là mặt trong này. Thì như vậy á, người ta đi á, đi là từ mặt ngoài. Thì giờ vì sao mình phải biện luận là vì sao người ta đi một cái đường dài như vậy, dài tới tôi đoán là phải 20 cm thôi. Tại sao? Thì cái đi cái này á, nó có 2 vấn đề. Một á, là người ta tránh đi vào cái ổ gãy mà ngay ngay tại cái vết thương à, người ta tránh cái đó à, người ta khâu, người ta cắt lọc, người ta xử lý, người ta đóng cái vết thương đó xong là người ta đi vào cái ổ gãy, người ta đi vào ổ gãy bằng một cái đường khác, đường bên ngoài này. Đường bên ngoài này là thứ nhất là gì? Thứ nhất là có cơ nó nhiều, nó che phủ được, nó đi ra ngoài nó an toàn hơn, nó tránh vị trí của vết thương ở trong, thì nó đây là sát da, thì lúc đóng vết mổ lại cũng được. Nên như như vậy là người ta xử lý được cái vết mổ, thì người ta đi vào xương chày nó dễ hơn. Thứ hai nữa là khi mà người ta đi bên ngoài này á, thì người ta sẽ giải phóng được cái khoang, đó là khoang bên ngoài và khoang khoang trước. Như vậy ở xương chày á, là nó có ở cái cẳng chân nó có 4 khoang, trong cái giải chạy khoang á, là nó có 4 cái khoang. Tại sao là nó có 4 cái khoang? Đó là khoang khoang trước, khoang ngoài. Khoang trước là do các cái khối cơ của phía trước, mặt trước cẳng chân, ví dụ như cơ chày trước, rồi cơ duỗi ngón cái dài, cơ giữa các ngón chung và cơ mắt ba, ví dụ ha. Còn mà khoang ngoài là có 2 cơ mắt dài và mắt ngắn đó, và phía sau á, là nó có 2 khoang, đó là khoang sau nông và sau sâu. Sau nông là do cơ bụng chân và cơ giáp, và các cái cơ mà sau sâu đó là các cái khối cơ mà gấp gấp bàn chân, ví dụ như cơ chạy sau, ví dụ như vậy. Thì khi mà người ta đi cái đường mổ này á, thì nó có 2 vấn đề. Là thứ nhất là người ta tiếp cận cái ổ gãy qua cái đường bên ngoài,
nó có cơ, nó có da, nó có cơ, nó đủ che phủ mà nó không đi vào cái vết vết mổ, cái vết mà tổn thương xương, tổn rách da phía trước đó, nó an toàn hơn. Thứ hai nữa là người ta có thể là giải phóng được hai cái khoang đó. Mục đích là người ta dự phòng, giải phóng khoang nó dự phòng luôn, nên là người ta đi cái đường này đó, và nó kéo dài lên trên để mà làm gì, lên trên mà trên gối luôn, quá gối luôn này, thì người ta vén ra được á, rộng ra thì người ta đi vào được cái vị trí của cái mâm chày để nó đi vào cái đường vào của cái đinh nội tủy luôn. Như vậy là người ta giải quyết được ba vấn đề. Một là người ta đi vào được cái đường đường vào. Nhưng mà thường mà tôi mổ và tôi đi ra đây mà tôi sẽ đặt thêm một cái đường trên này này, ngay phía trước gối trên lồi cũ chày á, lên lồi ngay ngay lồi cũ chày đó, thì tôi đi vào một cái đường vào đó, thường là như vậy. Còn ở đây là người ta, tôi đoán là người ta giải phóng khoang luôn. Cái này người ta giải phóng khoang dự phòng luôn, người ta mới đi vào và tiếp cận ổ gãy theo một cái đường vị trí khác để an toàn hơn. Đó, cái này là chính cái này là mình để biện luận người ta mới dám dám đóng đinh nội tủy, chứ không không mà nếu mà người ta đóng đinh nội tủy mà người ta đi ngay ngay cái vết mổ mà của tổn thương đó là nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Thứ hai nữa là không giải áp được là chèn ép khoang. Chèn ép khoang nó có hai nguyên nhân lắm, có thể là do đụng dập ở 1/3 trên nguy cơ chèn ép khoang. Thứ hai nữa là khi mình đóng đinh nội tủy, mình can thiệp vào vùng đó, mình can thiệp càng nhiều, mình mở ổ gãy vào, mình xử lý ổ gãy là bắt vít, bắt chỉ thép rồi sắp xếp lại xương, mình can thiệp đụng nhập vào phần mềm vào đó thì nguy cơ chèn ép khoang vẫn là cao hơn. Nên là người ta đi vậy là người ta thứ nhất là giải phóng khoang dự phòng đó, vấn đề đó. Thứ hai nữa là tránh nguy cơ nhiễm trùng, cái thứ hai đó, chứ không phải dễ mà độ 3A mà anh kết hợp xương bên trong. Thứ ba nữa là có thể là bên này người ta đã thám sát được cái phần mềm, có đụng dập phần mềm ở ở mặt ngoài này có đụng dập hay không, là người ta có thể tiến hành cắt lọc đi đó, cắt lọc cẩn thận người ta kết hợp xương bên trong, chứ không kết hợp xương bên trong mà nó nhiễm trùng, đóng cái đinh nội tủy nào mà nhiễm trùng ra là chết luôn, chết teo luôn, là viêm xương tủy xương 100% luôn. Nên là 3A là 50-50. Vẫn có thể là kết hợp xương bên trong được, với điều kiện là phải là cắt lọc phần mềm và thám sát mà cắt lọc phần mềm cẩn trọng có thể kết hợp xương bên trong. Nên là không có dễ đâu, nên là trường hợp này là hay kết hợp xương bên trong, hay nó theo dõi kỹ đó, vẫn có thể kết hợp xương bên trong được đó. Người ta khâu cái, nên là câu hỏi là người ta khâu vết mổ, người ta khâu vết mổ đó, người ta cắt lọc xong người ta khâu vết mổ đó, người ta mở ổ gãy rồi vào cái đường mổ khác là hợp lý. Đi vào ngay ổ gãy ngay vị trí đó là rất là nguy hiểm, nên khi nó sưng nề nó đến khâu lại cũng được cái là lộ xương liền, là chết luôn. Dẫn lưu vết mổ như thế nào? Thường người ta dẫn lưu vết mổ để tối đa là 48 giờ, sau 48 giờ phải phải rút, không được để lâu, vì để lâu nguy cơ đó là nhiễm trùng ha. Nên là thông thường là người ta để 48 giờ theo dõi, và cái thường là người ta dẫn lưu bằng cái rờ đông, cái áp áp lực nó chạy ra chứ không có chạy vào, nó chạy ngược lại nên là được đó. Đó. Những cái chân này thì nó không sưng nề nhiều, chắc mới mổ xong. Đó. Vấn đề cuối cùng cái tiên lượng, rồi bật cái phần tiên lượng đi, tiên lượng mình phân tích vấn đề tiên lượng. Tiên lượng cái này là mình sợ cái gì mình sợ cái gì? Tiên lượng gần thì đánh giá cho tôi đó là cái chèn ép khoang sau mổ, chèn ép khoang không, chèn ép khoang trước mổ, mà chèn ép khoang do đinh nội tủy, mình can thiệp lên vùng 1/3 trên do kết hợp xương, mình phải đánh giá là tình trạng khoang sau mổ, đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là mình phải đánh giá đó là cái dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ hay không, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, vì đây là gãy xương độ 3, độ 3A là cái đánh giá nhiễm trùng là cái thứ hai. Hai cái đó là cái quan trọng nhất.
cần phải đánh giá. Còn tiên lượng xa, và cái đầu tiên là cái gì? Cái đầu tiên mà tiên lượng xa đầu tiên á, là đánh giá, là đánh giá có viêm xương tủy xương hay không. Mà vì sao? Viêm xương tủy xương không thể là trong vòng tuần đầu mà phát hiện viêm xương tủy xương được, ít nhất là sau 3 tuần biết liền, chảy dịch mũ vàng ở trong ra chết, bệnh nhân đau tăng lên ha, đau nhức ở trong luôn, chân nó không sưng, sưng nó sưng nề vừa 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 thôi, nhưng mà nó cứ tấy 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 đỏ nó chỗ vết mũ đó ha, mở ra nó bung mũ luôn ha, là coi thử là đánh giá bị anh độ 3 mà anh đem kết xương bên trong, anh phải theo dõi đó là tình trạng đó mà không phải nhiễm trùng vết mổ, mà sau 3 tuần đó là có viêm xương tủy xương hay không. Đó, tuần thứ 2, tuần thứ 3 trở đi là viêm xương tủy xương, là bắt đầu tiên lượng xa. Tiên lượng thứ hai đó là phải đánh giá đó là sự liền xương, là có chậm liền trường hợp này luôn á, cụ thể trên trường hợp này tại sao nguy cơ đó là nó, tôi cái này là tôi nói là trường hợp này nó nguy cơ chậm liền xương, phải theo dõi kỹ. Tại sao tôi phải đặt vấn đề đó luôn, tại sao những vấn đề tại sao tôi mới quan tâm nhé. Rồi các anh chị chiếu lại cái phim sau mổ đó, cái đó là chính là cái tiên lượng xa quan trọng nhất. Canh lệch thì không canh lệch đâu, nhưng mà cái này là chính là những cái mà chậm liền xương. Dạ thôi là em nghĩ là vì là có nhiều cái mảnh rời mà em thấy là họ buộc thép lại thì cái mảnh rời nó chưa khít với xương lắm rồi. Rồi cái mảnh rời đúng, còn cái gì nữa? Mảnh rời có nhiều mảnh rời tổn thương mất mất xương, nhiều mảnh rời nó nguy cơ chậm liền xương. Ok đúng, còn gì nữa? Anh chị biết là cái đinh nội tủy nó khác với cái nạp vít ở chỗ nào không? Dạ, cái đinh nội cái đinh nội tủy thì nó kiểu như là nó không chống cái gập góc nhưng mà nó dễ bị xoay, còn cái đinh còn cái nạp vít thì nó dễ gập góc nhưng mà nó khó xoay. Còn còn cái canh xương thì đinh cái nịp vít thì nó đẹp hơn nhưng mà nó dễ gãy, còn cái đinh nội tủy thì nó can nó xấu nhưng mà nó chắc. Đúng mà chưa đúng lắm. Cái đinh nội tủy thì đúng là nó vững chắc hơn hơn cái nẹp vít, là vì nó theo trục dọc, nó vụt trục dọc, còn cái nẹp trên bên trong thì cái nẹp vít là nó không có vững chắc cái nẹp bằng cái đinh nội tủy, thì cái đó là chính xác rồi. Nhưng mà nói chuyện xoay á, thì không có xoay đâu, là vì nó có các cái vít chốt này, trên hai vít chốt và dưới một vít chốt rồi, thì nó không có xoay được đâu. À, nhưng mà nó cái vấn đề á, liên quan tới cái liền xương á, thì cái đinh nội tủy á, thì nó gây khó liền xương hơn, là vì nẹp vít á, thì mình hay sử dụng đó là nẹp tăng áp trong cái xương nặng nhất, thì nó có tác dụng đó là nó nén ép cái ổ gãy. Khi mình càng vặn vít vô là cái nẹp nó riết lại hai cái ổ gãy này, nó riết lại, thì nó tạo bằng khi mà càng nén ép ổ gãy thì nó hình thành cơ chế liền xương, là liền xương bên trong, đúng không? Là liền xương do hai cái đầu xương gãy, là cơ chế liền xương do hai cái đầu xương gãy nó tiếp xúc với nhau, nó nén với nhau, nó hình thành cơ chế liền xương, nó hình thành cơ chế bắt cầu, đúng không?
Còn cơ chế liền xương do khối máu tụ cũng có, cái nào cũng có liền xương bằng cơ chế bằng khối máu tụ, nhưng mà liền xương mà bằng 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 nạp vít á, là nó có sự nén ép ổ gãy, thì liền xương bằng cái sự nén ép bằng cái sự tiếp xúc hai đầu xương gãy thì nó tốt. Nhưng mà cái đinh nội tủy em nhìn đây là nó không có nén ép ổ gãy, nó chỉ là một cái đinh nó thả vào trong thôi, nó giữ cái trục đó thôi, nó giữ trục thôi chứ nó đâu có nén ép ổ gãy gì đâu. Thì như vậy nó không nén ép ổ gãy thì nó khó liền xương hơn. Đặc biệt là trường hợp này là nó gì, nó gãy nhiều mảnh nữa. Ừ. Thứ hai nữa, cái vít chốt này á, hai cái vít chốt này á, khi mà mình đi á, đúng không, khi mình đi là cái đinh nó xu hướng nó tụt, và hai cái đầu khi mà trọng lực á là hai cái đầu nó áp với nhau, đúng không, nếu mà theo trọng lực nó áp với nhau. Nhưng vì á, nếu mà cái đinh không á, nó không có vít chốt á, thì nó khi mà mình đi á thì giữ trục vậy, nhưng mà khi mà mình càng đi trọng lực là nó hai ổ gãy nó sẽ nén vào nhau, thì nó sẽ nén nén lại vào nhau thì nó dễ can xương tốt hơn. Nhưng vì do có ba vít chốt này, hai vít trên và một vít dưới này, nó chống lại cái sự nén ép ổ gãy nữa, nên là càng khó liền xương hơn nữa. Và đặc biệt cái cuối cùng đó là nó khó liền xương là tại vì sao? Tại vì cái xương mát này nó không có gãy. Đó, cái xương mát này nó không có gãy thì chính cái xương mát không có gãy thì nó càng chống lại cái sự nén ép ổ gãy nữa. Như vậy là trên cái bệnh nhân này, thực tế bệnh nhân này nó không nén ép ổ được ổ gãy, nó khó liền xương trực tiếp hơn, là do thứ nhất nó gãy vụn, nó gãy nhiều mảnh là một, mất dễ nguy cơ nó mất đoạn xương, nó tiêu cái mảnh xương chết nó đi, nó tiêu xương đi. Cái thứ hai là do hai cái vít, ba cái vít chốt nó cản trở cái hiện tượng là nó nén ép ổ gãy, là cái thứ hai. Và cái thứ ba cuối cùng đó là do cái xương mát nó không có gãy thì nó càng chống lại cái quá trình nén ép ổ gãy nữa, nên là cái trường hợp này phải theo dõi 1 tháng tới 3 tháng trường hợp nó có nén ép ổ gãy được không. Thường những cái trường hợp này mà sau khoảng 1 tháng rưỡi người ta có thể là tháo cái vít vít chốt đầu dưới á, người ta tháo được cái vít chốt đầu dưới ra để cho nó đi, khi đi là nó nén lại ổ gãy. Mà nếu mà sau 3 tháng mà người ta không thấy cái khối càng càng xương nó tốt, người ta buộc lòng sau 3 tháng người ta có thể can thiệp bằng ghép xương bổ sung. Đó là cái trường hợp đó. Còn ngoài ra cái tiên lượng mà viêm xương tủy xương nó đánh giá sớm tôi không nói được. Đó. Cái vấn đề là vấn đề ở chỗ đó. Nguy cơ cái này ở trường hợp này là nguy cơ nó chậm liền xương, là vì thứ nhất là gãy xương phức tạp. Thứ hai đó là gãy hở độ 3. Thứ ba là do cái vít chốt nó không nén ép ổ gãy. Thứ tư là do xương mát không có gãy. Đó là chính là cái nguy cơ đó, là một cái biện luận đó, là trong cái trường hợp đó là nguy cơ chậm liền xương nó rất là cao. À, khi mà đóng đinh nội tủy hay là kết hợp xương bằng nẹp vít, tức là những cái kết hợp xương bên trong, đối với đặc biệt là gãy mà 1/3 trên, nó nguy cơ chẻ khoang là do thứ nhất là mình can thiệp phần mềm rộng. Các anh chị thấy cái hình vừa rồi, người ta vào vào cái ổ gãy, người ta rạch cái rạch rạch da theo một cái đường gần 20 cm không, thì khi mình can thiệp phần mềm vào là mình nguy cơ mình gây đụng dập phần mềm, mình gây nguy cơ làm tổn thương mạch máu thần kinh, mình mặc dù mình vén thôi mình vẫn nguy cơ. Thế về là mình phải rạch da, mình can thiệp vào đó. Thì nó thứ ba nữa là khi mà đóng đinh nội tủy nó gây tăng áp lực cái ống tủy nữa, tăng căng cái áp áp lực khoang, thì người ta đó là một trong những nguy cơ gây chèn ép khoang do can thiệp phẫu thuật. Mặc dù mình có thể giải phóng, bởi vậy trong cái đó thì người ta giải phóng khoang ở trong đó dự phòng luôn, nhưng mà nó vẫn nguy cơ, nó sưng nề nhiều thì nguy cơ nó chèn ép khoang. Rồi nên là phải đánh giá, chứ không phải là mình mổ là không có nguy cơ đâu, có nguy cơ hết. Nếu mà đóng trong
Vì sao? Thì tôi nói này, vì á, đóng đinh nội tủy á, mà không mở ổ gãy, tức là đóng chỉ có là mở một một mở cái đinh ở trên thôi, rạch da ở trên để mà đi đưa vào được gì, và bắt mở mà xuyên, mình có xi-an mà mình xuyên qua để mình bắt mấy vít chốt thôi. Thì nếu mà không mở ổ gãy á thì nó không nguy cơ chèn ép khoang, còn mình nếu mà có mở ổ gãy á thì nguy cơ chèn ép khoang cao hơn, hiểu không? Phải đi sâu vấn đề đó, tức là nếu mà đóng đinh nội tủy mà mở ổ gãy, giống trường hợp này á, là có mở ổ gãy nè. Còn mà trường hợp mà đóng đinh nội tủy mà không mở ổ gãy á, nắn kín không mở ổ gãy, nắn kín dưới xe không mở ổ gãy, thì nguy cơ chèn ép khoang nó thấp hơn nhiều, đúng không? Còn có mở ổ gãy, có can thiệp bên trong thì nguy cơ, hoặc là nếu mà kết hợp xương mà bên trong bằng nẹp vít á, thì nguy cơ chèn ép khoang nó cao hơn là đóng đinh nội tủy không mở ổ gãy, hiểu không? Tức là mình can thiệp phần càng nhiều vào vị trí phần mềm thì nguy cơ chèn ép khoang càng cao hơn. Ở Việt Nam mình hay hay sử dụng là đinh đinh sai. Cái đinh sai chẳng qua là cái tên cái nhà sản xuất thôi, nó có chữ FEGN, em lên tra nó ra, nó không biết tắt cái chữ gì, là đinh nó có một cái định, có một cái khung định hướng vậy. Ngoài ra người ta có thể dùng cái đinh rust thì đinh có thể uốn cong được, hoặc là đinh đinh nội tủy mà nó đây đinh sai này, các anh chị chụp phim thì thấy nó đặt một cái khối đặc luôn, nhưng mà có dạng là cái đinh nội tủy mà ở trong nó rỗng nữa. Đó. Khi mà đinh đặt này thì nó đinh mà đặt này thì khi mình đóng vào nó tăng áp lực ống tủy này, đúng không? Còn mà sao có cái đinh này, đinh đinh rỗng này ở trong là cái lòng đinh này nó rỗng thôi, thì nó không có gây tăng áp lực ống tủy, nhưng mà bù lại thì nó không có vững chắc. Đó, cái thứ hai nữa nó khó tháo lắm, nên là sườn thường mà đóng đóng đinh nội tủy này nó có nguy cơ là tăng áp lực ống tủy, nhưng mà tỷ lệ nó thấp lắm. À, nếu ghép xương khi can xương không tốt là lấy xương từ đâu? Thường người ta lấy xương ở mào chậu, xương mào chậu, lấy xương sốt ở mào chậu để người ta ghép xương. Có hai loại ghép xương, đó là ghép xương tự thân và ghép xương đồng loại, hiểu không? Ghép xương tự thân á là lấy xương từ mào chậu của chính bệnh nhân đó ghép vào cái phần khuyết xương. Còn cái ghép xương thứ hai đó là ghép xương đồng loại, tức là lấy xương của người chết á, xương đông khô á, người ta xử lý sạch đi, người ta xử lý qua nhiều khác rồi người ta làm vô khuẩn, thì khi đó mình ghép xương. Thì ghép xương đông khô dành cho những cái trường hợp mà không thể là mình lấy xương tự thân được, hoặc là ghép xương được khối lượng lớn gì đó, thì người ta mới sử dụng ghép xương đông khô. Nhưng mà nên nhớ là xương đông khô không bao giờ tốt bằng xương tự thân hết á. Chụp lúc nào một bài hết 2 tiếng một tiếp. Rồi, hỏi gì nữa không? Thấy hay không? Dạ Hay. thầy ơi, thầy cho em hỏi câu này được không ạ? À, hỏi đi. Nhanh lên, hỏi đi. Dạ luôn thầy ơi. Nói đi. Nói đi. Nói đi. Dạ cho em hỏi là thường thì những gãy hở mà từ độ 3A trở lên, hoặc là gãy mà gãy hở đến muộn á, thì người ta sẽ có chỉ định là khung cố định ngoài. Vậy thì Đúng. nhưng lúc đầu thầy có nói là gãy hở mà đến muộn á, thì mình sẽ tăng độ. Vậy thì sau khi tăng độ á, là mình sẽ điều trị theo cái phân độ vừa tăng, hay là mình điều trị theo gãy hở đến muộn và mình đặt khung cố định ngoài ạ? À? Tăng độ là như thế nào? Ví dụ gãy hở ban đầu á là chỉ độ độ 2 thôi, đúng không? Nhưng vì đến muộn thành độ 3A. Nếu mà độ 2 thì mình có thể kết hợp xương bên trong, đúng không? Nhưng mình lên độ 3 thì khi đó mình buộc lòng á, là mình phải sử dụng đó là kết hợp xương bằng khung cố định ngoài. Để mà vì nguy cơ nó khi đó là nhiễm trùng này, nguy cơ nó viêm xương, nên mình kết xương xương bằng khung cố định ngoài. Hoặc là trường hợp
nếu mà tăng độ, ví dụ như độ 3A mình khép xương bằng không cố định ngoài rồi, cắt lọc vết thương, cắt lọc vết thương là nó có thể che phủ được đúng không? Nhưng mình tăng độ lên thành 3B, 3B là gì? Khi đó mình xử lý gì? Đó là xử lý về mạch máu và thần kinh và che phủ vết thương đúng không? Thì khi đó mình phải làm sao? Khi đó mình phải thám sát mạch máu thần kinh thiệt kỹ, coi thử nó có tổn thương mạch máu thần kinh không. Mình phải cắt lọc phần mềm rộng hơn, thay vì mình cắt lọc ví dụ độ 3A cắt lọc vừa thôi, nhưng mà khi mình đã tăng độ lên mình buộc lòng mình cắt lọc rộng hơn, mình chấp nhận lúc đó mình cắt lọc rộng hơn, mình phải che phủ bằng vạc, mình làm vạc mình che phủ hoặc mình tìm cách gì mình che phủ, là buộc mình xử lý như như của chính cái độ của cái độ mà cao hơn, mình buộc phải xử lý theo đúng như phác đồ của cái độ cao hơn đó chứ không được thấp hơn, và sau đó phải giải thích và nguy cơ đó tiên lượng cho bệnh nhân trường hợp đó. Chứ không phải là mình tăng độ là mình đó là tăng độ cho vui đâu. Khi mình đã tăng độ thì mình phải là xử lý theo đúng cái độ của đó. Dạ thầy ơi, Có đi. nhóm em có một câu thắc mắc đó là ở bệnh nhân gãy xương hở và bệnh nhân gãy xương kín có biến chứng là gãy xương hở thì mình có tiên lượng khác nhau không ạ? Chưa hiểu, nó lại. Tôi chưa hiểu, nó Câu lại. thứ ba mà tụi em sẽ trên màn hình đấy ạ. Bệnh nhân gãy xương hở và bệnh nhân gãy xương kín có biến chứng gãy xương hở. Gãy xương kín mà biến chứng gãy xương hở là sao, tôi không hiểu. Dạ, tụi em đọc sách thì có một cái biến chứng của trong gãy xương kín là chuyển sang gãy xương hở ở đây. Gãy Từ xương gãy xương kín mà chuyển sang gãy xương hở là khi mà bệnh nhân bị một cái lực va đập thì bên trong cái bệnh nhân bị chấn thương bên trong cho nên là cái xương nó đâm thủng ra bên ngoài thì mới gọi là từ gãy xương kín mà chuyển sang gãy xương hở ạ. thì khi đó là mình xử lý như gãy gãy xương hở thì tiên lượng nó như gãy xương hở, ví dụ như là có thể là một cái gãy xương kín đúng không, nhưng mà do mình sơ cứu không có đúng hoặc là làm gì đó nó cái xương đó nó bị chọc ra ngoài luôn đúng không, thì khi đó là mình tiên lượng cái đó nó thành gãy hở độ 1 đúng không, thì đó tiên lượng và xử lý y chang của một cái gãy hở độ 1 chứ không còn là gãy kín nữa đó, thì nó như gãy hở, tiên lượng của gãy hở thôi, Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. chắc chắn là gãy kín thì tiên lượng gãy kín mà năng lượng thấp thì tiên lượng tốt thôi, còn mà gãy hở thì tiên lượng nó đã xấu rồi, bản thân gãy hở là tiên lượng nó xấu hơn gãy kín rồi ha, trừ phi là ví dụ như gãy kín mà gãy năng lượng cao ha, mà gãy gãy kín mà xét xét là độ 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 3 mà bên này là Busilo mà độ 1 thì nhiều lúc độ độ 3 nó phức tạp hơn nhiều chứ ha, cái đó nó hai cái nó khác nhau ha, nó không so sánh với nhau được. Dạ thầy, cho em hỏi là bệnh nhân này xử lý cấp cứu là cho giảm đau bằng paracetamol truyền, là em biết là xử lý giảm đau như vậy là hợp lý chứ thầy? Theo tôi trong cái đối với gãy xương hở xử lý quan trọng nhất đó là gì không, là kháng sinh dự phòng, kháng sinh dự phòng phổ rộng liều cao để làm gì, để mình kéo dài được cái thời gian mà tổn thương đến khi mà trong trong hey, vì các em biết có nguyên tắc mà xúc rửa vết thương không, trong cái nguyên tắc mà xử lý vết thương hở mà trong trong mổ đó là xúc rửa ổ gãy, phải xúc rửa ngoài cái cắt lọc sạch sẽ cái đụng dập phần mềm rồi đúng không, da đụng dập phần mềm vết thì phải cắt lọc cái thứ hai đó là cái thứ hai là xúc rửa vết thương, thì xúc rửa vết thương có một cái nguyên tắc
trong cái gãy hở nó có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là quy tắc 369. 369 có nghĩa là gì? Ví dụ gãy hở độ 1 là phải xúc rửa ít nhất là 3 lít nước. Độ 2 là ít nhất là 6 lít nước. Và độ 3 ít nhất là 9 lít nước. Mà xúc rửa cái ổ gãy á, bà tự coi là nên là cũng có nguyên tắc bất di bất dịch, ít nhất là quy tắc là 369, nhớ nằm lòng á. À, là nguyên tắc xúc rửa là 369. Độ 1 là 3 lít, độ 2 là 6 6 lít và độ 3 gãy hở độ 3 là 9 lít. Ừ. Còn cái giảm đau thì có thể sử dụng thôi, SAT thì để mà cái gì đó uốn ván rồi là nạp bất động đùi cẳng, chẳng cái đó là cái bất động để giảm đau nguy cơ sắp 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 vô đâu. Thầy cho em hỏi trong này bệnh nhân trước khi mổ cái mẫu sao? sử dụng kháng sinh như phong là 89 sử dụng Trước mổ thì tamiflu thì nó là dạng dạng gì ta, dạng mà beta lactam không, phải cái nhóm mà nhóm chủ yếu là cầu khuẩn gram dương gì ta, từ những nhóm tôi quên tên, còn ceftriaxone á, là cephalosporin thế hệ thứ ba, nó tốt nhất ceftriaxone. Còn mà còn bên kia là cái nhóm aminosid, aminosid là trong trong tamiflu là thế hệ thứ nhất nhóm aminosid. Yeah, thì nó người ta người ta dùng thôi. Theo tôi thường tôi dùng á, là ceftriaxone với một nhóm kỵ kỵ khí nữa, kỵ khí cũng được, ví dụ như ofloxacin hoặc là ciprofloxacin, tôi dùng hai loại đó. Nhưng có thể là nên là kháng sinh nên phối hợp liều cao đó. Ừ. Rồi. Răng tamiflu được nhưng răng tamiflu nó hơi yếu, nhưng mà tùy nơi vậy, tôi không biết cái đó cái tùy. Nó tôi mổ mà mổ tiểu phẫu rồi tôi xúc rửa bằng răng tamiflu luôn, tôi cũng có cái đó, tôi dùng thường xuyên, rẻ tiền ha. Nhưng mà có ceftriaxone này, nên phải dùng ceftriaxone cephalosporin thế hệ thứ ba. Thì người ta khuyên là một số là nên dùng topramycin cephalosporin thế hệ thứ ba đối với những cái trường hợp mà gãy xương độ ba. Nó có một cái dùng cái liều kháng sinh đó là dùng mà nhóm amikacin á, ví dụ topramycin này. Rồi là với nhóm cephalosporin thế hệ thứ ba này cũng được này. Nó phối hợp với hai hai loại kháng sinh vậy. Em hỏi là cái nguyên tắc đặt ống dẫn lưu là mình đặt theo chiều trọng lực hay sao? Bởi vì em thấy đấy đặt trên phía trên đầu gối thì bệnh nhân nâng cao đặt ở đó sao? Nguyên tắc là đa số mọi người á mà rất thích là gọi là đặt theo chiều trọng lực. Nhưng mà nguyên tắc mà của ống dẫn lưu á là phải tạo áp lực âm để nó hút hút dẫn lưu từ từ trong ra ngoài. Khi mà tạo một cái này rồi đông á là nó ép này, nó ép lại, nó có nó tạo lực hút âm, và trong cái ổ mổ này á là nó kín, mình khâu lại nó kín rồi thì dù em đặt phía trên hay phía dưới gì nó cũng hút ra hết trơn á. Đó thì em đặt kiểu gì là miễn sao nó thuận tiện, miễn sao á cái ở trong cái đầu đó nó phải phải là thông thương với cái ổ gãy, nó thông với ở trong là nó phải đi ngang với ổ gãy này á, chắc chắn nó có phải đi ngang với ổ gãy để làm gì, nó hút, nó cũng có cái hay mà nó có cái dở. Nó có cái hay là thứ nhất là nó hút cái máu tụ á, ổ gãy á, nó vừa có tác dụng lợi mà vừa có tác dụng hại. Nó có tác dụng dụng lợi á là nó hình thành cái khối máu tụ, nó hình thành cái gì, cái can xương do khối máu tụ. Nhưng mà bù lại cái khối máu tụ đó thì mình cũng không biết đó là khối máu tụ đó là bị gãy hở, mà nó nguy cơ gì nhiễm trùng
các cái dịch tụ đó có thể còn vẫn còn vi khuẩn ở trong, rồi là mình xúc rửa ổ gãy nó còn cái dịch dịch ở trong, nên là ở trong đó nó không không còn là cái máu tụ nữa, đúng không? Không chỉ là cái máu tụ nữa, nên là buộc phải hút ra ngoài, mà nó nằm ngay vị trí ổ gãy thì mình phải hút, mình phải đặt cái ống dẫn lưu ngay vị trí cái nẹp, ngay vị trí ổ gãy đó để hút máu tụ ra ngoài. Thứ ba nữa là khi mà mình hút ra ngoài á, là bởi vậy mình đâu có để lâu được đâu, 48 giờ mình lo rút rồi, mình để lâu nguy cơ nhiễm trùng. Còn còn mà em đừng có lo cái chuyện mà đặt xuôi hay đặt ngược, đặt vị trí nào mà thuận lợi nhất thì mình đặt. Và phải này, nguyên tắc của dẫn lưu là nguyên tắc nha, phần lớn ấy, là không được đặt dẫn lưu, cái đường ra của dẫn lưu ngay tại vết mổ. Nguyên tắc đó, đó là nguyên tắc nha, trừ trường hợp thôi, trừ bên thẩm mỹ này, là nhiều lúc người ta đặt là ngay tại vết mổ luôn. Ví dụ như các anh chị thấy nhiều lúc người ta mổ bướu giáp á, người ta đi đường rạch ngang cổ đây xong người ta vẫn mổ xong người ta đặt dẫn lưu mà ngay tại cái vết mổ luôn. Đó là trường hợp hiếm gặp, nó chưa đúng lắm. Vì dẫn lưu mà ngay tại vết mổ, vì dẫn lưu là gì? Dẫn lưu khối máu tụ này rồi dịch bẩn rồi tất cả ra, mà ngay tại vết mổ, đi qua vết mổ là nguy cơ nhiễm trùng, nên là không không bao giờ, nguyên tắc là phải đặt xa vết mổ đó, phải đi ra một cái đường khác. Nguyên giống như đặt như vậy là nó đúng. Còn mà đặt ngay tại vết mổ đó chẳng qua là người ta sợ đi ra ngoài này có thêm một vết sẹo nữa là ảnh hưởng thẩm mỹ. Mà thường người ta đặt ví dụ như vậy thì người ta rút sớm, trong vòng 24 giờ người ta rút rồi thì chấp nhận được, nhưng mà nó không có tốt đâu. Nó nên là phải đặt dẫn lưu giống như trên hình vậy, phải xa vết mổ, nguyên tắc là chỉnh xa vết mổ. Còn cái bữa nay mà đặt theo mà gọi là theo mà trọng lực đó, nó không có nữa, vì người ta bữa nay người ta đặt dẫn lưu là bằng áp lực âm, nó hút theo một chiều ra rồi, thì khi mà vết thương một cái vết mổ mà nó kín thì nó dịch nó ra thì xui hay ngược gì nó cũng ra thôi. Rồi, hỏi gì nữa không? Không hỏi gì nữa, nghỉ hãy. Lớp trưởng. Dạ, lớp cảm ơn thầy nhiều ạ. Thôi nghỉ ha. Dạ, lớp chào thầy ạ.